Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vinetic của chúng tôi Và ở video ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với series tổng hợp kiến thức về phần mềm Microsoft Word cơ bản Tiếp theo chúng ta sẽ học về định dạng đoạn văn bản Gồm có các nội dung như sau Dạng dòng, thuật đầu dòng, chia cột và drop cap Tương tự như định dạng phong chữ để định dạng đoạn văn bản chúng ta phải bôi đen để chọn đoạn văn bản chúng ta cần định dạng. Chúng ta có thể chọn nhiều đoạn như ở đây. Như chúng ta biết, mỗi đoạn văn bản sẽ cách nhau bởi dấu xuống dòng. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có một đoạn, hai đoạn, ba đoạn và bốn đoạn. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về các thuộc tính của định dạng đoạn văn bản. Đầu tiên đó là định dạng kiểu danh sách. Ở đây chúng ta có thể chọn kiểu danh sách không có thứ tự. Ví dụ như ở đây tôi sẽ chọn hiệu tượng này chẳng hạn. Thì đây là danh sách không có thứ tự. Tiếp theo, đối với danh sách có thứ tự, chúng ta sẽ click ở đây. Chúng ta có thể sử dụng các định dạng như ở đây. Ví dụ như tôi chọn dạng này. Như vậy chúng ta đã thay đổi sang kiểu dạng số như thế này. Để bỏ định dạng kiểu danh sách, chúng ta sẽ click vào định dạng danh sách chúng ta đang sử dụng như vậy chúng ta đã không sử dụng kiểu danh sách tiếp theo đó là canh lề trái canh ở giữa và canh ở phải canh đều hai bên và thông thường văn bản của chúng ta thì canh đều hai bên tiếp theo là dàn giữa các dòng ta có thể lựa chọn ở đây chúng ta có thể tăng lên như vậy chúng ta thấy đó là khoảng cách giữa các dòng đã được tăng lên ở đây thì thông thường cái này chúng ta giữ nguyên mặc định. Tiếp theo giảm lề trái. Đây là giảm lề trái. Tăng lề trái. Chức năng tiếp theo đó là tô màu nền cho các đoạn văn bản Ví dụ như vậy. Đây chính là màu nền của đoạn văn bản. Để bỏ màu nền, chúng ta cùng click vào đây và chọn No Color. Tiếp theo để thiết lập dạng bảng, chúng ta sẽ click vào đây. Và chọn dạng bảng. Sau đó để bỏ dạng bảng, chúng ta sẽ click vào đây. Và chọn Border and Shading. Và chúng ta sẽ chọn None chọn OK. Như vậy chúng ta đã bỏ định dạng bảng. Tiếp theo đó là sắp xếp đoàn văn bản. Chúng ta sẽ click vào đây. Chọn sắp xếp đoàn văn bản. Kiểu sắp xếp đó là kiểu test hay kiểu number hay kiểu ngày tháng. Accessing có nghĩa là tăng dần và descending có nghĩa là giảm dần. Ở đây tôi sẽ chọn tăng dần. Sau đó chúng ta sẽ chọn OK. Tương tự như vậy chúng ta có thể click vào ở đây và chọn dạng dần. Như vậy chúng ta thấy đó là thứ tự của các đoạn văn bản này đã bị thay đổi. Ngoài ra chúng ta có thể click vào biểu tượng giống mũi tên ở đây để định dạng đoạn văn bản. Tại mục alignment là căn lề thì chúng ta có thể lựa chọn ở đây căn lề trái, căn ở giữa, căn lề phải và căn đều hai bên và outline level. Outline level có nghĩa là thứ bậc của các đề mục. Như vậy chúng ta đang sử dụng đó là body Test có nghĩa là không phải đề mục level 1, level 2, vân vân. Đến level 9. Tiếp theo đó là indentation, có nghĩa là thụt đầu dòng, thụt về phía bên trái. Chúng ta sẽ tăng ở đây thì chúng ta sẽ thấy ở đây. Lề trái. Còn bên này thụt lề phải Right Để thụt đầu dòng dạng phản chiếu Chúng ta sẽ click vào Mirror in Den Thì lúc này Sẽ thay thế bằng Inside và Outside Đây có nghĩa là bên trong và bên ngoài Tiếp theo đó là Spacing Có nghĩa là khoảng cách giữa các đoạn văn bản cách đoạn văn bản ở trước Before và sau đó là after Thông thường, đoạn văn bản phía trên và phía dưới sẽ cách nhau 6 pon như thế này. Line spacing đó là khoảng cách giữa các dòng như lúc nãy chúng ta vừa làm. Như vậy chúng ta có kiểu dạng đơn, dạng 1.5 line, dạng double có người là hai dòng. Lớn nhất, độ chính xác và nhiều dòng. Ở đây chúng ta thường chọn single. Để các thiết lập của đoàn văn bản được mặc định, chúng ta sẽ click vào mục Set as default ở đây. Và chúng ta sẽ chọn tất cả các tài liệu và chọn OK. Ở đây tôi sẽ không sử dụng. Sau khi chúng ta đã định dạng xong, thì chúng ta sẽ nháy vào mục OK. Như vậy chúng ta sẽ có đọc đoạn văn bản như thế này. Hoặc chúng ta cũng có thể định dạng lề cho các đoạn văn bản như sau. Đây chính là canh lề của dòng đầu tiên. Còn biểu tượng tiếp theo đó là căn lề cho các dòng từ thứ hai trở đi. Đây là canh lề bên phải. Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chia cột đoạn văn bản. Ví dụ như đây, tôi muốn chia cột đoạn văn bản này. Thì chúng ta sẽ bôi đen đoạn văn bản cần chia. Các bạn có thể nhấn phím Shift và dấu mũi tên để di chuyển từng ký tự từ một. Sau đó chúng ta sẽ vào mục layout, chọn column ở đây, có nghĩa là chia cột, có thể chia thành hai cột. Hoặc chúng ta có thể click vào more column ở đây để thấy được các dạng chia. Chúng ta có thể gõ số cột chúng ta muốn chia ở đây. Ví dụ như tôi muốn chia thành hai cột và cột bên trái nhỏ hơn cột bên phải như thế này. Chọn ok. Như vậy tôi đã chia được cột cho đoạn văn bản này thành hai cột như ở đây. Nếu chúng ta muốn có một đường thẳng kẻ ở giữa thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Các bạn sẽ vào more column. Sau đó chúng ta sẽ chọn line between, có nghĩa là có dòng ở giữa. Như vậy Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng drop cap. Ví dụ như ở đây tôi muốn sử dụng drop cap cho chữ T này thì chúng ta sẽ bôi đen chữ T này. Sau đó chúng ta sẽ vào insert. Chọn biểu tượng ở đây. Click vào dấu mũi tên. Sau đó chúng ta sẽ chọn drop cap option. Và chúng ta sẽ chọn drop bit. Hoặc chúng ta có thể sử dụng drop cap dạng in mark in như ở đây tức là không có văn bản nào ở phía dưới của chữ drop cap. Các tùy chọn như sau: Phong chữ của chữ lớn này. Line to drop có người làm. Chữ lớn này sẽ độ xuống bao nhiêu dòng? Thì chúng ta sẽ gõ ở đây. Ở đây tôi sẽ sử dụng 3. Và khoảng cách đến các đoạn văn bản thì ở đây chúng ta có thể thiết lập ở đây. Ở đây tôi sẽ chọn 0. Sau đó chúng ta sẽ chọn ok. Như vậy chúng ta thấy chữ T này sẽ nằm ở trên ba dòng. Như chúng ta thiết lập. Chúng ta có thể làm cho chữ T này chẳng hạn. Chọn Drop It. Chọn OK. Như vậy chúng ta sẽ có được như thế này. Như vậy tôi đã hướng dẫn cho các bạn về cách định dạng đoàn văn bản ở trong phần mềm Microsoft Word bao gồm dạng dòng, thuật đầu dòng chia cột và sử dụng drop cap. Và trong quá trình thực hiện nếu các bạn có gì thắc mắc thì các bạn có thể để lại phần bình luận ở phía dưới video của chúng tôi để chúng tôi có thể giải đáp cho các bạn. Để có thể theo dõi được những video tiếp theo của chúng tôi, các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký hoặc subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.